Trứng Thành đòi ném búa vào Harugon vì quá mê trai có chồng bên cạnh cũng coi như không khí. Sở hữu ngoại hình sáng trên sân khấu, vũ đạo đẹp mắt cùng giọng hát mượt mà. Thành viên nhóm nhạc Zero Nine, Zen khiến cặp vợ chồng Trứng Thành Harugon nháo nhào. Sau tập đầu tiên được sự ủng hộ nồng nhiệt, tập 2 giọng ca bí ẩn với sự xuất hiện của vợ chồng Trứng Thành Harugon cùng các nghệ sĩ Lê Giang, Lâm Vĩ Dạ, Quách Ngọc Tuyên, Nhan Phúc Vinh và Vũ Hà. Tuần này, chương trình sẽ tiếp tục gửi đến quý khán giả 4 tiếng hát lạ mà quen. Trên sân khấu, các thí sinh sẽ hé lộ về giọng hát khoe tài lẻ để những nghệ sĩ dùng điểm đặt cược kéo tài năng ấy về đội mình. Nếu 3 thí sinh trước chỉ khiến Lê Giang, Lâm Vĩ Dạ, Nhan Phúc Vinh, Quách Ngọc Tuyên lục đục, thì Zen Lương Bảo Duy lại khiến cặp đôi Trứng Thành Harugon xào xáo. Dù đeo mặt nạ, Zen vẫn thu hút mọi ánh nhìn vì ngoại hình và thần thái nổi bật. Giọng ca bí ẩn và nổi bật Zen Lương Bảo Duy, thí sinh drama bậc nhất của nhóm nhạc gây nhiều sóng gió, Zero Nine. Trứng Thành đòi ném búa vì Harugon mê mẩn trai đẹp. Không những thế, thành viên của Zero Nine còn khiến mọi người trầm trồ vì khả năng nhảy siêu đỉnh với bản hit của nam ca sĩ Bruno Mars. Và đến khi anh chàng khoe vũ đạo chất lừ kết hợp giọng hát live ca khúc Love You Hay You do chính Harugon thể hiện, đã tạo nên một tiết mục bùng nổ trên sân khấu. Ngoài ra, Zen còn lần đầu khoe giọng hát nội lực với bản hit Nơi Tình Yêu Bắt Đầu từng gắn liền với tên tuổi bằng kiều. Chuyện sẽ êm thấm nếu như Zen chẳng khiến Harugon siêu lòng vì chùm bong bóng mộng mơ, dù ông xã ngay bên cạnh nữ ca sĩ vẫn tơ tưởng và tiêu tít bên trai đẹp của Zero Nine, thậm chí xin được cởi áo cho thí sinh này. Nổi đoá vì sự thái quá của vợ, Trứng Thành cảnh cáo, bóng có thể bay thì búa cũng có thể bay nhé. Nghe thế Harugon liền năn nỉ, chồng ơi hãy để yên cho em kiếm cơm mà. Cứ thế mỗi lần Harry lấy cớ kiếm cơm là Trứng Thành lại cho vợ toàn quyền mê trai. Không chỉ Harugon, Lê Giang cũng xuống sân khấu chèo kéo Zen về đội mình.